Không khí Tết đã bao trùm khắp nơi, mọi người đang gấp rút hoàn thành những công việc còn dang dở, sẵn sàng chuẩn bị cho một cái Tết ấm cúng. Bản tin Tết của Vukrat đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị có những giây phút vui vẻ cuối năm. Em chào Tết. Tết ơi có biết không là em mệt lắm. Mỗi khi Tết đến nghe thầm trong việc không. Chỉ một tay em phải lo nhưng dẫu thế. Em vẫn yêu Tết hết mẹ. Để mị nói cho mà nghe. Chẳng để lặng lẽ thương cho giót mẹ thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi để mị nói cho mà nghe tết năm nay mị vẫn còn trẻ xuân đang tới rồi nên mị cũng muốn đi chơi. Mong cuộc sống qua năm mới cận kề người xe trở về gia đình đoàn tụ đồng nghiệp đông đủ đón trước khách hàng sửa soạn văn phòng gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phúc sức khỏe lại trước mới đến tiền tài trẻ dài gái trai sống đời sung sướng. Mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Happy New Year! Chúc mừng năm mới cho mẹ bà. Chúc mọi người xin nhiên khoai lộ, vạn sự lũ ý, tài nguyên quẩn quẩn. We wish you luck and love. Happy Lunar New Year!